Để tiếp lời than khóc quậy cha cho vợ chồng nghỉ. Con là con gái, con rể là ngọc nghỉ, con là vũ đây. Cha ơi, cam chịu thiệt thòi cho vợ chồng con đi. Cũng vì công việc làm ăn đi, nơi đất khách quê người. Chàng ơi, con rể là vũ lúc này đấy thì cảm chịu biết bao thiệt thòi. Con thì còn đáng đi làm ăn ở nơi xa, con chưa về với cha được. Cha ơi, còn con gái ngọc của cha đây thì con đang ở nhà, đang tề tiểu bên linh cữu của cha. Thầy cho con rể là con vũ gọi cha mấy tiếng mấy lời trước ngày cha vĩnh biệt này cha đi. Cha ơi, gia đình con gái con rể là ngọc vũ của cha lúc này đây, con gọi cha bao tiếng chứ bao hà lời. Gọi cha trở về bên đi vợ chồng nghỉ con trên đời. Nay cha đã xa rồi, con cháu đi cha đi. Nghe nhau nước mắt đi chào mi. Con gọi cha ơi vậy cho tấm mi lòng của vợ chồng nghe con đi gái trên đời. Con xóa xa bớt cha rồi mãi mãi từ đây. Đang nghĩ cay, ôi cha ra đi về đời, ngàn nỉ thu an giấc nghỉ suối hạ bà. Cha ơi linh thiêng cha về, cha ơi chứng giám mi độ. Chồng con trên đi đời mạnh mạnh khỏe bình bình đi gia đình trở về trước linh sàng là địa viếng của gia đình thông gia con Vũ Ngọc. Trở về đây thắp nén nhang thơm cầu chúc cho vong linh gom hồn ông nơi dưới vàng, ông được an giấc nghỉ ngàn thu, linh thiêng phù hộ độ trì cho gia đình thông gia trên đời luôn được mạnh khỏe bình an.
Đăng Quyến sau khi làm lễ thắp hương xong. Xin được kính mời anh chị đưa chân ra nơi đón tiếp uống nước. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Xin mời đến viếng của cháu Sơn Dung gara ô tô Phương Tú, tình cảm hàng xóm trở về thắp nhang kính viếng hương hồn bác. Vâng, thắp tuần nhang thơm cầu chúc cho bác về nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Truyền lời cảm ơn của gia đình thắp hương nằm đến viếng xong, kính mời các anh ta bàn uống nước chia buồn cùng với gia đình. Tình cảm đàn xóm ấy về đây thắp nén nhang thơm, đôi lời than tiếng khóc khóc gọi ông lúc này đấy. Ông Dinh ơi, ông Dinh ơi, nhận được tin đi, ông đã qua đời. Tình cảm các cô các chú anh em mi hàng xóm trở về thắp cho ông nén nhang thơm mi. Ơi ông ơi, nhận đã được tin đi đâu, tình nghi cảm hàng nghi xóm mi nay trở về. Ôi ông ơi, trước linh nghi xa dâng nghi nén nhang này
xin chắp tay cúi đầu vĩnh biệt hương hồn để ông. Thắp nén nhang thơm tình cảm bà con làng xóm, xin vĩnh biệt ông an giấc nghỉ ngàn thu. Trở về trước linh sàng thắp hương viếng ông, xin trân trọng kính mời. Cháu ơi,
đây là đêm cuối cùng cháu còn ở trong nhà cháu ơi. Để sáng sớm ngày mai cháu về với đại hộ thân mở thương cháu lắm cháu ra đi không hẹn hay về để tìm hòa này thì nước mắt đông đầy tìm không cháu về cháu ở cháu ơi, cháu ra đi về nơi an nghỉ cuối hạ cùng à. Linh nghe thiêng này cháu về, chứng nghe giả mà đổ chi. Cho tim trên đời mạnh